Thưa quý vị, thời điểm cận Tết, tình trạng tội phạm trộm cắp tài sản có xu hướng gia tăng. Trong đó nổi lên là tình trạng trẻ em dưới 18 tuổi trộm cắp tài sản. Lực lượng công an cơ sở đã triển khai nhiều biện pháp để hạn chế sự vi phạm của các đối tượng này, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Đây là nhóm đối tượng vừa bị công an phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu bắt giữ khi đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên đường Núi Thành. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã học hỏi video, bẻ khóa trên mạng rồi rủ nhau tụ tập đi trộm xe máy. Còn đây là hai đối tượng khác đã bị công an phường Nại Hiên Đông bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi trộm xe tại một chung cư trên địa bàn phường. Nhìn các đối tượng thực hiện bẻ khóa xe một cách chuyên nghiệp như thế này, khó có thể tin được hai đối tượng này chỉ mới 14 tuổi. Con mới biết chạy xe, con mới xe với ba mẹ chưa? Chưa đủ tuổi mẹ cho chạy nên là mới đâm ra trộm xe. Con tới xe con dắt vô chỗ vắng rồi con bẻ cái manh xe ra, con bứt dây xong kêu lấy lên chạy. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng đã liên tiếp phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ vị thành niên. Trong đó nổi bật là các vi phạm liên quan trộm cắp tài sản, sử dụng hung khí đánh nhau. Do đó, thời gian qua, Công an các địa phương thường xuyên tổ chức những buổi tuyên truyền cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em mình, tránh để các đối tượng xấu lôi kéo dẫn đến vi phạm pháp luật. Do thời gian con đi làm, cũng không có thời gian quan tâm nó nhiều, nên cũng bị các đối tượng ở ngoài trường học, không đi học, nó rủ rê. Nên cũng gia đình sẽ cố gắng để xe không cho cháu đi bị vi phạm pháp luật nữa. Sẽ tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho các thanh thiếu niên trên địa bàn. Và bên cạnh đó thì cũng gửi các bản cam kết xuống cho địa phương, khu dân cư và hộ gia đình để ký cam kết hạn chế thấp nhất cái việc vi phạm pháp luật của các con em. Để hạn chế tình trạng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng thì sự chung tay của các cấp chính quyền, nhà trường, gia đình là vô cùng cần thiết và quan trọng để ngăn chặn hiệu quả những hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên khi vừa phát sinh, giúp các em phát triển đúng hướng, tránh sự lôi kéo của những đối tượng xấu.